Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay thì Tự Doanh Chứng Khoán xin được hướng dẫn với cho quý anh chị và các bạn là trong cái thời gian vừa qua thì rất nhiều quý anh chị và các bạn có nhắn tin và gọi điện cho nhóm Tự Doanh nói rằng là những cái video mới của nhóm Tự Doanh Chứng Khoán mà cập nhật lên thì không nhận được cái thông báo là gọi là có video mới. Thì hôm nay thì Tự Doanh Chứng Khoán là sẽ hướng dẫn quý anh chị và các bạn là cách là làm sao để quý anh chị và các bạn có thể là có video mới là ngay lập tức có thông báo, hoặc là nếu Tự Doanh Chứng Khoán mà có trực tiếp thì ngay lập tức sẽ có thông báo là kênh YouTube Tự Doanh Chứng Khoán đang trực tiếp để quý anh chị và các bạn biết và tiện cho cái câu chuyện là theo dõi sớm nhất có thể mà trong cái quá trình mà nhóm Tự Doanh đăng video mới, cũng như là trong cái việc là nhóm Tự Doanh có đăng gọi là đang trực tiếp cho phục vụ quý anh chị và các bạn. Thì như thế này, trước tiên thì quý anh chị và các bạn là phải đăng nhập cái địa chỉ Gmail của mình. Thì anh chị và các bạn vào đăng nhập, thì ở đây thì Tự Doanh đã đăng nhập rồi, thì đăng nhập địa chỉ Gmail là đây. Thì anh chị sẽ phải đăng nhập vào, ví dụ như Tự Doanh Chứng Khoán sẽ đăng nhập vào thì anh chị sẽ đăng nhập. Sau khi đăng nhập địa chỉ Gmail xong thì đấy là như thế này là xong. Xong thì anh chị và các bạn là đã đăng nhập địa chỉ Gmail rồi, thì quý anh chị và các bạn giả định ví dụ như là Tự Doanh Chứng Khoán sẽ đăng ký cái kênh là Hoa Ban Food chẳng hạn. Bởi vì cái kênh Hoa Ban Food, bởi vì là tự đăng ký mình thì sẽ không được, nên chúng tôi hướng dẫn cho quý anh chị và các bạn là chúng tôi đăng ký trên kênh Hoa Ban Food chẳng hạn. Thì anh chị và các bạn gõ như này thì nó sẽ ra kênh Hoa Ban Food. Đấy, Hoa Ban Food. Thì anh chị và các bạn thấy rằng là trên kênh Hoa Ban Food như thế này thì bên góc phải đây có cái chữ đăng ký. Còn nếu mà tiếng Anh thì đây, tiếng Anh thì anh chị và các bạn vào Google này. Đấy, gõ vào là Tự Doanh Chứng Khoán. Đấy, như thế này thì anh chị và các bạn nhìn thấy Tự Doanh Chứng Khoán trên màn hình ở trên cái link đầu tiên. Anh chị các bạn click vào. Thì bên tay phải quý anh chị các bạn đây thì tiếng Anh thì nó có chữ subscribe. Đây anh chị các bạn subscribe. Thì bên tiếng Việt thì từ Hoa Ban Food là chữ đăng ký. Thì anh chị các bạn là đăng ký là để gọi là theo dõi cái kênh Tự Doanh Chứng Khoán. Thì anh chị ấn vào đăng ký. Thì ok, nó sẽ hiện ra như thế này là chúng anh chị đã đăng ký rồi. Sau đấy nếu muốn mà gọi là có những cái gì mới nhất nó thông báo thì anh chị và các bạn ấn vào cái chuông. Đây, ấn vào cái chuông. Và thông báo từ Hoa Ban Food là tất cả, tức là tất cả những cái gì mà gọi là cái kênh Hoa Ban Food này họ đăng ký thì họ anh chị các bạn làm tương tự với kênh Tự Doanh Chứng Khoán. Đây, chỗ này anh chị vào ấn vào subscribe. Rồi sau đó anh chị và các bạn làm tương tự, thì ở đây thì tôi để ở cái chế độ ẩn danh nên mình không thể đăng ký được. Thì cái chế độ mà bình thường thì sẽ đăng ký được thôi, là giống như bên chỗ Hoa Ban Food đây. Thì anh chị đăng vào, để sau khi ấn vào cái chỗ mà cái chuông này thì nó hiện lên cái chuông đang rung. Thì tất cả mọi vấn đề mà kênh này đăng cái gì thì nó đều hiển thị lên cho quý anh chị và các bạn luôn. Thì tương tự vậy thì Tự Doanh Chứng Khoán thì anh chị và các bạn cũng làm như vậy, làm tương tự như tôi vừa làm ở kênh Hoa Ban Food thì nó sẽ ra. Và chúng ta vừa là theo dõi kênh để nâng cái lượng người gọi đăng ký hay là subscribe kênh cho giúp cho là nhóm càng ngày càng được sự quan tâm của anh chị em nhiều hơn. Bên cạnh đó nữa thì anh chị đăng ký vào cái loa thì để là những cái thông báo mới nhất ngay lập tức nó sẽ gửi đến cho quý anh chị và các bạn, kể cả những cái mà gọi là đăng mới nhất, đăng trực tiếp hay là bất kỳ một cái thông tin cập nhật thị trường nào thì sẽ tới anh chị và các bạn ngay. Đây, tôi làm lại một cái kênh khác, ví dụ như kênh Mùa Gặt Miền Tây chẳng hạn. Đây, anh chị và các bạn tìm thấy kênh Mùa Gặt Miền Tây thì đây là Tự Doanh Chứng Khoán chưa đăng ký kênh này nên nó sẽ hiện ra bên tay chạy tại đây. Bên chỗ tay phải quý anh chị và bạn chữ đăng ký, mà nếu mà tiếng Anh thì nó là chữ subscribe. Anh chị chỉ cần ấn vào chữ đăng ký thì nó đã đăng ký rồi, tức là anh chị đã là một thành viên của nhóm rồi. Sau đấy anh chị ấn vào cái loa thì nó sẽ hỏi lại anh chị là có muốn nhận thông báo từ Tự Doanh Chứng Khoán không, và nó hỏi là tất cả, thì anh chị ấn cái trên cùng là tất cả. Sau đấy anh chị và các bạn chỉ cần ấn lưu, thế là xong, là coi như tất cả cái vấn đề gì đấy mà của Mùa Gặt Miền Tây nó sẽ thông báo cho quý anh chị và các bạn. Video này thì là mong rằng là quý anh chị và các bạn sẽ sớm làm những cái việc giống như Tự Doanh Chứng Khoán vừa làm để nâng lượng người đăng ký kênh, cũng như là tiếp tục gọi là nhận được những cái thông báo mới nhất từ kênh Tự Doanh Chứng Khoán. Thân ái và chào, hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong cái chương trình tiếp theo.